Cách tạo nền video như các bạn thấy ở đây. Khi các bạn mà quay video định dạng là 16:9, tức là video làm ngang ấy, mà chúng ta muốn edit video dạng hình dọc là 9:16, thì khi chúng ta mà scale nó, cái hình của chúng ta nó vừa với cái định dạng là 9:16 thì nó sẽ bị mất nét, nó bị vỡ nét và chất lượng nó không tốt. Để khắc phục tình trạng này thì các bạn có thể là sử dụng cái cách đó là chúng ta vẫn để nguyên cái định dạng video của chúng ta. Chúng ta có thể scale một chút và sau đó chúng ta sẽ làm nền cho video, ví dụ như các bạn thấy ở đây. Đó, vậy cách thức thực hiện như thế nào thì các bạn cùng theo dõi mình nhá. Đầu tiên các bạn sẽ vào CapCut, sau đó các bạn sẽ chọn vào dự án mới. Ở đây các bạn sẽ chọn cái video mà chúng ta cần edit nhá. Rồi mình sẽ chọn một cái video quay ngang này. Bước tiếp theo các bạn sẽ cần phải chọn cái định dạng, tức là cái tỷ lệ của cái khung hình nhá. Ở đây các bạn sẽ kéo cái thanh trỏ xuống, bấm vào cái phần đó là tỷ lệ. Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn vào cái phần là 9:16 này. Ok, sau đó các bạn sẽ bấm vào dấu tích này để xác nhận. Rồi, chúng ta sẽ kéo cái thanh ở dưới sang bảng vẽ này. Ở đây các bạn sẽ chọn vào cái M. Nó sẽ hiển thị cho các bạn bốn cái sự lựa chọn này. Đầu tiên là hơi M này, rất M này và cực kỳ M. Thì tùy vào cái mục đích và cái nhu cầu sử dụng của các bạn mà chúng ta sẽ chọn cái độ M nó phù hợp nhá. Ở đây mình sẽ chỉ chọn ở cái mức số 2 thôi. Ok, sau khi mà các bạn đã chọn xong thì chúng ta bấm dấu tích này để xác nhận này. Đó, bây giờ video nó đã có một cái lớp M phía sau rồi. Nếu các bạn mà muốn phóng to cái đối tượng của mình một chút thì các bạn có thể là bấm vào cái file video của chúng ta nhá. Chúng ta sẽ phóng to một chút này. Đó, phóng to một chút nhá. Ok. Khi các bạn phóng to video không quá mức thì cái chất lượng hình ảnh của chúng ta vẫn đảm bảo nhá. Đấy, nó sẽ không bị quá mất nét và vẫn đảm bảo cái chất lượng video của chúng ta khá là tốt. Đấy, sau khi mà chúng ta đã thêm nền xong thì chúng ta có thể là xuất file. Đấy, rất là đơn giản đúng không nào? Nếu các bạn muốn mình hướng dẫn thêm bất cứ điều gì, hãy cứ để lại comment ở phía dưới nhá.